Chúng ta gặp lại nhau rồi. Châu thiếu gia, anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì ư? Cô ta hỏi tôi muốn làm gì? Vẫn chưa đủ rõ sao? Chỉ có Hoàng Đông Long mà sỉ nhục tôi. Hôm nay tôi sẽ xử đẹp các người. Nép sau anh. Này tên họ Châu kia, chỉ dựa vào mấy người sau lưng anh mà đòi hạ được tôi hả? Không dễ như thế đâu. Vậy thì thử xem. Lên đi anh em. Phế vật, hôm nay tôi không chỉ muốn hủy hoại cậu mà còn muốn để cậu tận mắt chứng kiến tôi chơi đùa với vợ cậu như thế nào. Đường Hưng, Đường Hưng hả? Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Sao anh lại không nghe chứ? Nghĩ rằng tính tình tôi tốt hả, có phải không? Nghĩ rằng tôi không dám xử anh, có phải không? Không biết hối cải, đừng đến vợ tôi à? Diệp Thanh Thu, nếu cậu ta dám xử tôi thì hắn chắc chắn sẽ ngồi tù. Đến lúc đó Châu gia cũng sẽ không tha cho cô và con gái đâu. Còn dám uy hiếp tôi ư? Đường Hưng, anh ta nói đúng. Hãy nghĩ cho con gái và nghĩ cho em đi. Tha cho anh ta, chúng ta đi thôi. Thôi được, nhưng anh cũng phải cho anh ta một bài học mới được. Đường Hưng, cậu làm hỏng trứng của tôi. Tôi sẽ đấu với cậu đến hơi thở cuối cùng. Minh Viễn, là ai làm thế? Đường Hưng, A Thái, cậu nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi. Người anh em, cậu yên tâm, cứ giao cho tôi. Thằng rác rưởi, lần này tôi xem cậu còn đường sống không. Mẹ, Tiểu Thu đang ở bệnh viện chăm sóc con gái. Mẹ tìm con có việc gì thế? Hôm qua các con rời đi, mẹ đã suy nghĩ cả đêm. Nếu như hai đứa đã cố chấp ở bên nhau, vậy thì tùy các con. Nhưng cuộc sống mà, thì phải thực tế một chút, con hiểu không? Đây vẫn là bà già hôm trước à? Có vẻ không giống lắm. Mẹ, mẹ nói tiếp đi. Thương hội Thái Đầu nợ phòng khám tư nhân của mẹ 1 triệu tệ. Con đi đòi giúp mẹ đi. Số tiền này lấy về bù đắp cho các con. Được ạ. Vậy con phải cảm ơn mẹ rồi. Đây là giấy nợ, cầm lấy. Mau đi đi. Được ạ, con sẽ đi ngay. Con rể à, tên vô dụng đó đã đi rồi. Con có thể chuẩn bị dính lễ dạng ngõ được rồi. Anh chính là ông chủ Châu Thái của thương hội Thái Đẩu đúng không? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Cũng không có chuyện gì. Hôm nay tôi đến đây muốn nói với anh về khoản nợ 1 triệu này. Đòi nợ sao? Cậu có biết tôi là ai không hả? Dám tìm tôi đòi nợ. Tôi thấy là cậu chán sống rồi đúng không? Ông chủ Châu, tôi khuyên anh tốt nhất không nên đánh người. Nếu không, anh sẽ hối hận đấy. Tôi thấy cậu hình như chưa tỉnh ngủ đúng không? Lên, chào hỏi thằng nhóc này đàng hoàng cho tôi. Có ý gì? Để tôi nói cho anh biết. Nếu không nói anh biết, anh sẽ hối hận mất. Sao anh lại không tin chứ? Trừ phi là tôi ngủm. Muốn bằng thanh trúc của tôi trả nợ sao? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Nói như vậy, anh không định trả tiền hả? Không trả đấy thì làm sao? Chúng ta đều là người có văn hóa. Thương lượng chút đi. Anh đấy, nên trả số tiền này trước đi. Tôi sẽ trị khỏi bệnh cho anh. Thằng rác rưởi, cậu trị bệnh cho tôi sao? Cậu biết tôi mắc bệnh gì không? Cậu là bác sĩ sao? Bệnh của anh, ngoài tôi ra, không ai có thể trị khỏi. Tôi khuyên anh tốt nhất nên đồng ý đi. Nếu không, anh sẽ hối hận đấy. Giả vờ cái gì chứ? Hối hận sao? Ngoài hối hận ra, cậu còn biết nói gì khác nữa không? Tôi nói lại một lần nữa, muốn tôi trả tiền lại sao? Không có cửa đâu. Một chốc nữa có hối hận, muốn tôi quay lại, nhớ phải cầu xin tôi đấy. Bảo tôi quỳ xuống cầu xin cậu sao? Không có chuyện đó đâu. Châu Tổng, Vương Thần Y đến rồi ạ. Nhanh, mời Vương Thần Y vào bên trong. Vương Thần Y, thế nào rồi? Vương Thần Y, làm sao vậy? Ông đừng dọa tôi mà. Bệnh này của cậu, tôi xin bó tay, không thể kéo dài thêm được nữa. Không sống quá 3 ngày đâu. Vương Thần Y, ông nhất định phải cứu tôi. Tôi không muốn ngỏm đâu. Ông chắc chắn có cách mà. Đừng, cậu mau đứng dậy đi. Cũng không phải là không còn cách nào khác. Tôi có biết một người, người ấy chắc chắn có cách. Nhưng mà, nhưng người ấy có chịu ra tay giúp đỡ hay không thì tôi không chắc. Vương Thần Y, ông gọi điện hỏi người ấy thử đi. Người ấy có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng được hết. Thôi được rồi. Ngài Đường, bây giờ ngài có tiện không? Có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ, chữa bệnh cho ông chủ Châu chứ gì. Bảo anh ta xuống đây, quỳ xuống và cầu xin tôi đi. Thế nào rồi? Ngài Đường nói cậu đi xuống dưới lầu, quỳ xuống cầu xin ngài ấy đi. Được, bây giờ tôi sẽ đi cầu xin anh ta. Thư ký, chuẩn bị cho tôi 5 triệu phí khám bệnh đi. Nhanh lên. Vâng ạ. Đồ rác rưởi nhà cậu, sao lại ở đây vậy? Muốn làm hỏng việc lớn của tôi sao? Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cút. Ngài Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngài Đường ư? Cậu chính là người mà Vương Thần Y đã liên lạc sao? Là tôi. Anh Đường, là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Là tôi coi thường người khác. Tôi không phải người. Đưa tiền cho tôi, nhanh lên. Anh Đường, trong đây có 5 triệu tệ, anh nhận nó đi. Ông chủ Châu à, vừa nãy ở văn phòng, thái độ của anh đâu phải như thế này đâu nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh Đường, tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, tôi không thể đi đời được. Cầu xin anh hãy cứu tôi đi. Sợ đi bán muối như vậy à? Không phải vừa rồi rất khí thế sao? Còn nói muốn tự cắt đầu của mình xuống mà. Đó là tôi hù dọa anh thôi. Châu Minh Viễn đối xử với anh như thế mà anh còn không giết hắn. Tôi biết anh sẽ không giết người đâu. Vậy thì dựa vào đâu mà tôi phải cứu anh chứ? Cho tôi một lý do thỏa đáng đi. Tôi có tiền. Tôi có tiền. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho anh hết. Tôi không có hứng thú với tiền bạc. Tiền thôi là chưa đủ sao? Đúng rồi, Châu Minh Viễn muốn hại anh. Tôi có thể làm con chó của anh, cắn cậu ta. Vẫn không đủ. Ngài Đường, xin dừng bước. Vương Thần Y, chuyện đó không thể nói đâu. Nói thật với cậu, đây là sư tổ của tôi. Không sao đâu. Sư tổ sao? Sư tổ, nói cho ngài biết một chuyện. Châu gia có quan hệ với Thần Giáo, tương lai đầy hứa hẹn. Nếu ngài có thể cứu Châu Thái thì Thần giáo. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Anh Đường, nếu anh có thể cứu tôi không ngần ngại lên núi đao xuống biển lửa. Anh Đường, cầu xin anh hãy cứu tôi đi mà. Được thôi, tôi đồng ý cứu cậu. Được, đứng dậy đi. Đến văn phòng đi. Dẫn đường. Mẹ, Tiểu Thu, tôi đến để cầu thân. Được, tốt lắm. Còn tiện nhân này, còn không mau rót nước cho Châu thiếu gia. Đồ không biết ý tứ. Cầu thân sao? Châu thiếu gia, anh có nhầm lẫn gì ở đây không? Tiểu Thu, hôm nay tên phế vật đó chắc chắn sẽ toi mạng. Tôi khuyên cô vẫn là nên ngoan ngoãn gả cho tôi đi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Đồ cặn bã, anh đã làm gì Đường Hưng rồi hả? Cái tên rác rưởi đó đã hủy hoại tôi. Cô nói xem, tôi sẽ làm gì cậu ta đây? Châu Minh Viễn, tôi sẽ đưa anh đến đồn công an. Còn tiện nhân này, sao mày dám hả? Mẹ, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy chứ? Con không phải là con gái của mẹ sao? Con gái sao? Nếu mày ở bên Minh Viễn, cho tao ở một căn nhà lớn, cho tao thật nhiều tiền tiêu, từ đó khiến Châu gia xem trọng nhà chúng ta, thì mày chính là con gái của tao. Thì ra mẹ nghĩ như vậy sao? Nếu như mẹ thích Châu Minh Viễn như vậy, vậy thì mẹ gả cho anh ta đi. Con nhỏ xấu xa này, mày dám nói như thế với bà đây hả? Cản con bé lại cho tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra mau. Nói tôi biết, rốt cuộc tôi có chỗ nào không bằng cái thằng đó chứ? Tôi thích cô đến thế, tại sao cô lại không muốn ở bên cạnh tôi chứ? Anh là đồ cặn bã, anh còn không xứng xách dép cho Đường Hưng nữa. Được, được lắm. Tên cặn bã đúng không? Hôm nay tôi sẽ để cho cô biết thế nào là tên cặn bã thật sự. Hai người các cậu lột hết quần áo của cô ta cho tôi. Tối nay cô ta sẽ thuộc về hai người. Tên cặn bã, anh sẽ xuống địa ngục. Đều do tiện nhân cô và tên rác rưởi đó, khiến cả đời này của tôi không vui vẻ với các em gái được nữa. Tôi sẽ khiến cô muốn sống không được, muốn ngỏm cũng không xong. Buông tôi ra. Mẹ à, lấy điện thoại ra quay lại đi. Được thôi, có giỏi thì anh xử tôi đi. Xử tôi đi. Xử cô rồi, vậy thì còn gì vui nữa. Tôi muốn từ từ hành hạ cô. Hôm nay không ai có thể cứu được cô. Châu Minh Viễn, anh không muốn sống nữa sao? Cậu vẫn còn sống. Mau xử cái tên phế vật này cho tôi. Em không sao chứ? Em không sao. Em nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho anh. Cậu, cậu muốn làm gì? Anh nghĩ rằng tôi không dám xử anh sao? Cậu trừ khử tôi rồi, cậu nhất định sẽ ngồi tù đấy. Châu gia nhất định sẽ không tha cho Diệp Thanh Thu và con gái của cậu đâu. Ngay cả nhà họ Diệp cũng sẽ vứt bỏ bọn họ thôi. Cậu dám xử tôi? Nhà họ Châu, nhà họ Diệp, nói cho anh biết một bí mật. Tôi là Long chủ bóng đêm. Anh thật sự nghĩ là tôi sẽ sợ anh sao? Không, không thể nào. Yên tâm mà lên đường nha. Tất cả là lỗi của tôi. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám nữa đâu. Tiếp sau nhớ làm người cho tốt. Đường Hưng, dừng tay, phế vật, cậu dám. Ông nội, chị họ, hai người đến là để hỏi tội sao? Diệp lão thái gia, gia chủ Diệp thị. Ông Diệp, ông có ý gì đây? Các người đều nghĩ là tôi già rồi nên hồ đồ đúng không? Còn lâu tôi mới như thế. Châu thiếu gia, tôi nể tình cha cậu nên tôi không truy cứu chuyện gì nữa. Nhưng mà hôm nay cậu phải cút khỏi nhà họ Diệp ngay cho tôi. Được, Diệp Thế Vinh, ông cứ đợi đó cho tôi. Đợi đã. Tôi cho anh đi chưa? Phế vật. Hiếp người quá đáng. Hiếp người quá đáng sao? Nếu cái này gọi là hiếp người quá đáng, vậy thì đúng rồi đó. Bây giờ anh quỳ xuống, tự tát vào mặt mình. Nếu như Tiểu Thu tha thứ cho anh thì anh có thể đi rồi. Phế vật. Anh nói vớ vẩn. Châu thiếu gia, làm theo lời cậu ấy nói đi. Diệp Thế Vinh, ông chắc là muốn làm như vậy sao? Làm đi. Được, tôi làm. Diệp tiểu thư, tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Anh đang gãi ngứa cho mặt mình sao? Diệp tiểu thư, tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không dám nữa đâu. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Châu thiếu gia, anh cũng đừng trách ông nội tôi nữa. Nếu như hôm nay ông tôi không làm như vậy thì tên rác rưởi đó sẽ xử anh mất. Tôi hiểu. Tiểu thư có chút chuyện muốn nói với anh. Tôi và ông nội đi trước đây. Muốn trả thù bọn họ không? Nói thừa. Vậy thì đi theo tôi. Tôi biết sai rồi. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Chỉ cần cô thay thần giáo hoàn thành chuyện đó, tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được. Cô tìm cách để cậu ta vào tập đoàn Diệp thị. Kế hoạch của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Cậu ta sẽ giúp được cô. Em đã sắp xếp cho anh xong xuôi hết rồi. Ngày mai anh có thể đến tập đoàn làm việc. Mọi thứ đều bình thường. Kết thúc. Alo, Đường Hưng à, mẹ em xảy ra chuyện rồi. Dì Diệp à, chiếc bình sứ này của tôi đáng giá 50 triệu đấy. Nếu như dì không có đủ số tiền này thì cứ đợi ngồi tù đi. Con rể là con hẹn gặp mẹ. Con van xin giúp mẹ với. Mẹ không muốn ngồi tù đâu. Con rể. Mẹ. Vương Mẫn. Con rể bà là Đường Hưng, chứ không phải tôi. Cậu, các người gài tôi. Cái bà già này. Con gái và con rể của bà hại tôi không thể làm đàn ông được nữa. Gài bà. Gài bà thì có vấn đề gì sao? Minh Viễn, con cũng biết gì rồi đấy. Dì luôn muốn để cho con tiện nhân đó và con ở bên nhau. Con giúp mẹ đi. Mẹ nhất định sẽ giúp con lấy được người phụ nữ đó về tay. Lấy được về tay thì tôi có thể trở lại thành đàn ông sao? Minh Viễn à, đợi con tiện nhân và cái tên phế vật đó đến rồi. Con muốn làm thế nào? Hôm nay mẹ sẽ giúp con. Con giúp mẹ đi mà. Con nhất định không được đưa mẹ vào tù đâu đấy. Được. Cái này là do bà nói đấy nhé. Đồ rác rưởi. Tôi thấy bà ngứa đòn rồi phải không? Dừng tay lại cho tôi. Phế vật. Cậu đến rồi à? Đền tiền đi. Chỉ với cái bình giỏng này mà cậu muốn 50 triệu hả? Anh Đường, mẹ vợ của anh đã làm vỡ món đồ quý giá trong tiệm của tôi. Ý của anh là không muốn đền sao? Người đâu? đưa mẹ vợ của anh Đường đến đồn cảnh sát. Phế vật, cậu muốn hại tôi. Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, cậu mau đưa tiền cho bọn họ đi. Còn tiện nhân kia, không phải trong tay mày có tiền sao? Mày có thể huy động tiền vốn của tập đoàn Diệp Thị. Mày mau tìm cách đi chứ. Mẹ, đó là tiền của tập đoàn Diệp Thị, không thể dùng. Chiếm đoạt công quỹ là phạm pháp đấy. Đường Hưng cũng không có tiền. Anh ấy cũng chỉ là người làm công thôi. Con nhỏ này, mày không muốn ngồi tù mà cứ muốn bắt tao ngồi tù. Các người thật tàn nhẫn. Các người không sợ súng 18 tầng địa ngục sao? Số tôi đúng là khổ quá mà. Con gái tôi là một kẻ vô ơn, còn con rể tôi là một kẻ vô dụng. Được rồi, đừng kêu la nữa. Nếu không có tiền để đền, tôi có cách này. Minh Viễn, con nói xem là cách gì thế? Nhìn thấy bọn họ không? Bảo con gái của bà hầu hạ bọn họ cho tốt, thì tôi sẽ bảo chủ tiệm tha cho bà. Thế nào? Được thôi. Còn tiện nhân kia, còn không mau làm theo lời của Châu thiếu gia nói. Mẹ, mày lề mề cái gì thế hả? Nếu bà đây mà ngồi tù thì tao nhất định sẽ không tha cho tụi bây đâu. Có người mẹ nào như bà không? Cậu đúng là đồ trời đánh. Cậu dám đánh bà đây. Bà đây liều mạng với cậu. Tôi nói cho bà biết, số tiền này tôi sẽ trả. Cậu nói gì? Hắn nói, hắn đền tiền. Phế vật, là 50 triệu đấy, chứ không phải 5 triệu đâu. Đường Hưng, anh đừng có đùa nữa. Tôi cả thẻ. Phế vật, cậu cũng chỉ là một tên làm công nghèo thôi. Ai mà không biết gốc gác của cậu. Cũng chỉ là một kẻ ra vẻ thôi. Nếu như cậu thật sự có 50 triệu thì ông đây sẽ quỳ xuống liếm giày cho cậu. Lấy máy đi, tôi cả thẻ. Anh Đường, vấn đề của anh và cấp dưới của tôi không phải là chuyện lớn gì. Nếu như anh và Diệp tiểu thư ly hôn để cho Diệp tiểu thư gả cho cấp dưới của tôi, thì tôi sẽ đồng ý đứng ở giữa hòa giải cho mọi người. Sự làm khó cô rồi. Biết rõ mối ân oán của chúng tôi, còn muốn giúp chúng tôi hòa giải. Các người thật sự nghĩ các người làm như vậy thì có thể nắm thóp tôi sao? Anh chỉ là một tên làm công thôi. Tôi nghĩ không ra anh có cách gì để giải quyết chuyện hôm nay. Đám thuộc hạ này của tôi đều là những kẻ bất gần đời. Anh không đấu lại bọn họ đâu. Đừng nhiều lời nữa. Lấy máy để tôi quẹt thẻ đi. Được. Lấy máy ra đây. Cho anh Đường quẹt thẻ đi. Anh chuẩn bị. Quỳ xuống liếm giày cho tôi đi. Xong rồi đó. Quỳ xuống liếm giày đi. Đã nhận được 50 triệu. Không thể nào. Sao cậu có nhiều tiền như vậy được? Đúng đấy. Tên rác rưởi này cũng chỉ là một kẻ làm công thôi mà. Tiền của cậu ta nhất định là tiền bất chính do tôi đưa đấy. Không được hả? Hoàng Đông Long, viện trưởng Hoàng, cậu bây giờ quỳ xuống liếm giày cho ngài Đường mau. Tiểu thư, anh Hoàng, anh Đường, hai người nghĩ cho kỹ. Quỳ xuống. Tiểu thư, anh Đường đúng là có cá tính. Châu thiếu gia, cậu muốn tôi giúp cậu sao? Cứ đợi đó cho tôi. Phế vật, cậu muốn hại bà đây mà. Châu thiếu gia, mau đứng dậy. Tên rác rưởi này không dám làm gì cậu đâu. Phế vật, cậu dám động đến Châu thiếu gia. Cậu có giỏi thì động bà đây trước đi. Bà đây không tin. Tên rác rưởi nhà cậu dám kêu bà đây quỳ xuống đấy. Phế vật, không phải là tôi không quỳ, là mẹ vợ của cậu không cho tôi quỳ. Mẹ, mẹ chắc là muốn bảo vệ anh ta chứ. Phế vật, cậu không xứng gọi bà đây là mẹ. Con rể của bà đây chỉ có một thôi, chính là Châu thiếu gia đây. Cậu là cái thá gì chứ? Mẹ, mẹ còn như vậy nữa thì bọn con sẽ bỏ mặc mẹ đấy. Con tiện nhân kia, mày dám ư? Bà đây sinh ra mày, mày bỏ mặc bà đây thử xem. Mẹ, mẹ, xem cái này đi. Đồ vô lại, cậu dám theo dõi tôi? Mẹ à, rốt cuộc mẹ có biết mẹ đã làm gì không? Cấu kết với người ngoài để đối phó với con và Đường Hưng. Rốt cuộc chúng con đã làm sai gì với mẹ? Cô, đám vô lại các người, một lũ vô ơn. Các người tự nghĩ đi, các người có lỗi gì với tôi? Không ngờ là anh lại thủ đoạn như vậy. Đến lúc kết thúc rồi. Thu dọn đi, lên đi. Nào, liếm sạch đi. Vương Mẫn, nếu bà dám bước thêm bước nữa, bà có tin tôi sẽ đưa bà đến đồn cảnh sát ngồi tù cùng hắn ta không? Đồ rác rưởi, cậu, người đâu? Đưa mẹ vợ tôi về nhà. Bây giờ anh không còn ai để dựa vào nữa, chấp nhận số phận đi. Không, đừng. Tôi không muốn ngồi tù. Đường Hưng, xin anh, xin hãy tha cho tôi. Viện trưởng Hoàng, cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ. Chuyện nhỏ ấy mà, không có gì đâu. Ngài Đường à, vậy tôi đi đây. Chúng ta hôm khác gặp lại nhé. Được. Đi cẩn thận nhé. Đường Hưng, cảm ơn anh. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Vậy, bây giờ xong chuyện rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ông nội gọi đến, bắt máy đi. Không ăn cơm được rồi, tập đoàn có biến, em phải về ngay. Em đi trước đây. Anh nghe, Đường Hưng à, con gái xảy ra chuyện rồi. Lan Quyên, anh, kẻ xấu, đừng đánh mẹ tôi. Lan Quyên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Có bản lĩnh thì bước qua xác tôi, thả con tôi ra. Diệp Thanh Thu, cô và lão chồng vô dụng của cô hại tôi bị mất việc đã đành, người yêu cũng chẳng còn. Cô nghĩ xem tôi muốn làm gì? Chúng tôi hại anh sao? Rõ ràng là anh và Diệp Linh nhắm vào Đường Hưng. Nếu không thì anh có lâm vào cảnh này không? Hai người, một tên phế vật, một con tiện nhân. Tôi và Tiểu Linh dạy dỗ hai người, đó là điều mà các người nên nhận. Cô còn dám hại tôi sao? Không được đánh mẹ. Đừng mà, tôi xin anh, làm ơn thả con gái tôi ra. Anh bắt tôi làm gì tôi đều sẽ làm. Tôi xin anh, xin anh. Chuyện gì cũng được ư? Được thôi, tôi muốn cô tận mắt chứng kiến con gái yêu của cô khóc đến khản giọng, sau đó sẽ đưa cô vào phố làng chơi, để tên rác rưởi đó nhìn vợ của hắn chơi đùa với cả một đống người. Anh cứ thử xem. Cậu không rõ tình hình hiện tại sao? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Bây giờ cậu quỳ xuống, bò lại đây như con chó. Cỡ anh mà cũng đáng để tôi quỳ xuống sao? Thả cũng được, nhưng bây giờ bắt tên khốn kia, quỳ xuống, bò lại đây như con chó. Đường Hưng Hà, em xin anh, vì con gái của chúng ta, anh đồng ý đi. Em xin anh đó. Cười cái gì? Nghĩ tôi không dám phải không? Tiểu Thu, Tiểu Thu, bái kiến làm chủ. Cái gì? Cậu là người dưới một người, trên vạn người ở Tinh Quốc này, người đứng đầu Long Vệ Bóng Đêm, Long chủ đại nhân. Chuyện này làm sao có thể chứ? Đưa anh ta vào huyết ngục đi, ban cho anh ta hình phạt ngàn dao vạn lưỡi. Rõ. Long chủ đại nhân, tôi biết sai rồi mà. Long chủ đại nhân, anh tha cho tôi đi mà. Long chủ đại nhân, anh động tới vợ và con tôi. Nếu như tôi tha cho anh thì tôi còn là đàn ông sao? Long chủ, phu nhân cô ấy. Không sao, cô ấy chỉ ngất đi thôi. Long chủ, Châu Minh Viễn đã bày mưu tính kế để đẩy ngài đến đường cùng. Châu Minh Viễn, thế này đi, cô đưa vợ và con gái của tôi rời khỏi chỗ này trước đi. Vậy sao? Vậy thì chúng ta hãy tương kế tiểu kế đi. Tông cậu ta đi đời đi. Là anh ta bảo anh tới sao? Hay là anh tự cho rằng mình có chỗ dựa rồi thì có thể không coi tôi ra gì? Cái này có quan trọng không? Hôm nay cậu tôi đời chắc rồi. Sự cậu ta cho tôi, sự cậu ta. Đừng, đừng qua đây. Đừng lấy mạng tôi, xin hãy tha mạng. Lấy mạng anh ư? Hiện tại chưa phải lúc để lấy mạng anh. Tiểu thư, tối hôm nay thực sự có thể giải quyết cái tên rác rưởi đó sao? Trước giờ người của thần giáo ra tay chưa bao giờ có sai sót. Vậy thì tiểu nhân xin cảm ơn tiểu thư. Alo. Ngu ngốc. Tiểu thư, sao vậy? Châu Minh Viễn căn bản không hề gặp được anh Đường. Đường Hưng Hà, hôm đó ở tòa nhà bỏ hoang, cuối cùng ai là người đã cứu chúng ta vậy? Hôm đó, sau khi anh nhận được cuộc gọi của em, anh đã liên lạc với viện trưởng Hoàng. Những người này đều là người của viện trưởng Hoàng đó. Vậy thì sau này chúng ta đừng làm phiền viện trưởng Hoàng nữa. Ăn huệ này chúng ta nhất định phải đền đáp lại. Vương Hùng Phong. Được. Cô Diệp, thật trùng hợp nhỉ. Liệu cô có thể cho tôi vinh dự được cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Thật ngại quá, tôi muốn ở với chồng tôi. Cô Diệp à, một người phụ nữ xinh đẹp như cô, chỉ có những người đàn ông chất lượng cao như tôi mới có tư cách ăn cơm với cô thôi. Tên rác rưởi như cậu ta căn bản không xứng để cô ăn cơm cùng với cậu ta. Anh Vương, xin anh vui lòng rời đi cho. Cô Diệp, tôi cho cô thể diện mà cô lại không biết điều. Good. Phục vụ, hôm nay tôi sẽ bao hết cả cái khách sạn này. Cậu vừa nói gì cơ? Kêu tôi cút sao? Bây giờ toàn bộ khách sạn này ông đây đã bao hết rồi. Là cậu cút đi cho tôi mới đúng nhỉ? Vương thiếu gia, anh bắt nạt người ta quá đáng rồi đấy. Cô Diệp à, nghe tôi khuyên một câu, đá cái tên rác rưởi này đi, sau đó ở cùng với thiếu gia tôi đây. Thiếu gia tôi đây sẽ dẫn cô đi ăn ngon, mua đồ đẹp nha. Tôi không cần. Cô Diệp đây là không cho tôi mặt mũi rồi. Vậy thì đừng trách tôi trở mặt vô tình nhé. Người đâu? Đuổi bọn họ ra bên ngoài hết cho tôi. Vương thiếu gia thật là uy phong quá nhỉ. Chú Hoàng, hôm nay cậu dám để người động đến bọn họ thử tôi xem. Bạn của tôi mà cậu cũng dám động tới hay sao? Xem ra hình như lâu rồi tôi chưa ăn cá nên quên mất vị ngon của cá rồi. Cậu cũng quên rồi. Tốt lắm. Người đâu? Đưa con cá này đi làm thịt cho tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Chú Hoàng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Mang đi đi, xin hãy tha cho tôi, tha mạng cho tôi đi. Anh Đường, là do tôi xem thường người khác. Sau này ở Cẩm Giang, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho anh. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà anh Đường. Đi thôi. Anh Đường, tập đoàn Diệp Gia muốn phát triển, tôi có thể hỗ trợ, có thể giúp đỡ cho tập đoàn. Viện trưởng Hoàng, tha cho anh ta đi. Thả anh ta ra. Anh Đường, anh đúng là rộng lượng bao dung. Sau này ở Cẩm Giang, tôi sẵn sàng vì anh. Lên núi đao, xuống biển lửa, tôi chắc chắn sẽ không phụ lòng anh Đường. Còn không mau biến đi. Tôi đi ngay đây, tôi đi ngay đây. Mọi chuyện đều thuận lợi. Tốt. Phía Diệp Gia cũng sắp có động tĩnh rồi. Chờ lại đi. Ba đã có được sự tín nhiệm của thằng nhãi đó rồi. Tại sao còn bảo con tiếp cận hắn ta? Có thể khiến tiểu thư bị tổn hại. Tên đó sẽ không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Chuyện của Diệp Gia chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Ba, chờ giải quyết xong chuyện này chúng ta có thể về nhà rồi. Chắc là có thể đợi được đến lúc hoa đào nở ở quê hương rồi. Được, tôi biết rồi. Sao vậy vợ? Có chuyện gì vậy? Ông nội vừa gọi đến, bảo em đi tìm Châu Minh Viễn, phải lấy được hợp đồng của Châu Gia. Nếu không, ông sẽ cùng mẹ đuổi em ra khỏi Diệp Gia. Còn nói, họ sẽ lấy lại cổ phần mà ba để lại cho em. Có vẻ như tiểu thư chặn đường của các người rồi. Tôi muốn xem thử các người có thể giở cho gì. Không sao đâu vợ. Anh sẽ đưa em đi tìm Châu Minh Viễn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng chúng ta đã tống Châu Minh Viễn vào tù rồi mà. Bây giờ đến tìm anh ta, chắc chắn hắn sẽ làm khó chúng ta. Được rồi, em cứ tin anh, sẽ không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Minh Viễn đang bận à? Bà đến đây làm gì? Đến đi. Minh Viễn, lần này tôi đến để nói với cậu một tin tốt. Tin tốt gì? Minh Viễn, cậu không mời tôi vào sao? Để tôi từ từ nói cho cậu biết. Minh Viễn à, tôi nghe nói Diệp Gia muốn hợp tác với cậu. Hôm nay, để con nhỏ đó tới tìm cậu. Nếu không lấy được hợp đồng, con nhỏ đó sẽ bị đuổi khỏi Diệp Gia. Tự nhiên lại có chuyện như vậy sao? Cảm ơn. Đúng thật là tin tốt. Minh Viễn à, tôi vẫn luôn đứng về phía cậu mà. Nếu chuyện này đúng như bà nói, tôi hứa tôi sẽ cho bà bất cứ thứ gì bà muốn. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tôi ở đâu thì kệ tôi, cô quan tâm làm gì? Các các người đến chỗ tôi. Có chuyện gì không? Nghe nói các anh muốn hủy bỏ hợp tác giữa Châu thị và Diệp thị. Hôm nay chúng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác với anh. Bàn chuyện hợp tác? Được thôi, chỉ cần anh đồng ý ly hôn với Diệp Thanh Thu, gả cô ấy cho tôi, tôi sẽ đồng ý hợp tác với Diệp gia. Châu thiếu gia, chúng tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác. Anh đừng đùa nữa. Là do các người đùa với ông đây trước. Châu thiếu gia, giữa chúng ta đúng là có ân oán, nhưng tôi nghĩ không phải là không hóa giải được. Muốn giải quyết ân oán cũng được thôi. Đồ phế vật, bây giờ cậu quỳ xuống ngay cho ông, sau đó để con tiện tì này hầu hạ tôi. Tôi sẽ đồng ý vô điều kiện. Cậu làm được không? Châu thiếu gia, anh đừng có quá đáng. Sao nào? Lại muốn đe dọa tôi hả? Long chủ đại nhân, ngài có thể thử xem. Anh biết thân phận của tôi, nhưng không được để người khác biết. Xem ra anh rất được thần giáo tín nhiệm. Ngày tàn của Long chủ bóng đêm sắp đến rồi. Thủ đoạn của thần giáo vượt qua cả trí tưởng tượng của cậu đó. Cho nên muốn tôi hợp tác với Diệp gia thì phải đồng ý điều kiện của ông đây. Diệp Thanh Thu, tôi cho cô 3 giây để suy nghĩ. Sau 3 giây, nếu cô không thể đưa ra quyết định, cô hãy cùng thằng chồng rác rưởi của cô biến khỏi đây. 1. Con đàn bà xấu xa. Yêu cầu của ông nội cô tôi đã biết rồi. Hôm nay tôi đến đây là ý của ông nội cô. Đồng ý điều kiện của Châu thiếu gia, cởi quần áo ra đi. 2. Còn tên vô dụng kia, quỳ xuống làm chó cho Châu thiếu gia. Nếu các người làm liên lụy đến tôi sẽ bảo lão gia xóa tên cô khỏi gia tộc. Tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Vợ à, Đường Hưng à, chúng ta không được lựa chọn. Em biết rõ ông nội là người thế nào. Nếu ông có thể khiến mẹ đến đây, cũng nhất định có thể ra tay với cháu gái. Chúng ta chấp nhận thôi. Vậy mới đúng chứ. Nào, mẹ giúp con. Để mẹ giúp con. Đừng để Châu thiếu gia đợi lâu. Trên đời lại có người mẹ như bà sao? Cái thằng trời đánh thánh đâm. Cậu dám đánh tôi, tôi liều mạng với cậu. Mẹ, bà còn không biết điều thì đừng trách sao tôi không khách sáo. Minh Viễn, gọi người đến đi, xử đẹp tên vô dụng này. Xử lý bọn họ thì không thú vị lắm. Có vẻ như hai người không muốn hợp tác. Mời về. Châu thiếu gia, hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Vợ à, không cần cầu xin hắn. Châu thiếu gia, anh nghe cho rõ đây, tôi cho anh cơ hội hợp tác với Diệp thị. Nếu anh không trân trọng, tôi sẽ khiến công ty của anh phá sản. Tôi cho anh 3 giây để suy nghĩ. Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Cậu nói lại lần nữa đi. 3 giây. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao? 3 giây. Nếu cậu có thể làm cho công ty tôi phá sản trong vòng 3 giây, tôi sẽ quỳ xuống sủa tiếng chó. Cái gì? Các anh muốn dừng đơn hàng của chúng tôi? Lý tổng, tại sao lại đột ngột như vậy? $80% đơn hàng của chúng ta đều bị cho dừng hết rồi sao? Hỏi bọn họ lý do chưa? Tất cả là do cậu làm. Có chuyện gì thì nói mau đi. Nghịch tử, sao lại ăn nói với ba mày như vậy? Ba, con xin lỗi, con cứ tưởng đừng ăn nói vớ vẩn nữa. Hợp tác của nhà họ Diệp giao cho bọn họ, làm không tốt thì cứ đợi ba mày quăng mày xuống sông Cẩm Giang cho cá ăn đi. Tại sao chứ? Ba 4 tiếng trước. Chúng ta qua bên kia rồi nói. Đợi anh nhé. Chuyện nhà họ Châu sắp xếp thế nào rồi? Lần trước, 3 ngày trước, anh bảo tôi bí mật thâm nhập vào tài sản của nhà họ Châu, kiểm soát mạch máu kinh tế của họ. Tôi đã làm theo rồi. Bây giờ, mọi chuyện gần như xong xuôi cả rồi. Rất tốt. Hôm nay vợ tôi phải đến công ty của Châu Minh Viễn để bàn chuyện hợp tác. Đã rõ. Tôi biết phải làm như thế nào rồi. Muốn biết à? Không nói cho anh biết đâu, cậu. Không phải anh nói, nếu như trong vòng 3 giây tôi có thể làm cho công ty anh phá sản thì anh sẽ quỳ xuống sự tiếng chó mà. Bây giờ mới bắt đầu màn biểu diễn của anh. Phế vật, cậu nằm mơ đi. Xem ra Châu thiếu gia đây rất có khí phách đấy. Chúng ta đi. Đường Hưng, hơi quá rồi đấy. Anh quên mục đích chúng ta đến đây rồi sao? Yên tâm, trong lòng anh có tính toán. Phế vật, cậu dám bước ra khỏi cửa thử xem. Cho dù cậu đã làm gì, lập tức dừng lại mấy thủ đoạn đó đi. Nếu không, cậu không xong với bà đây đâu. Cái bà già này, câm miệng lại cho tôi. Tôi làm. Châu thiếu gia, tên rác rưởi này, có tư cách gì bảo cậu làm như vậy chứ? Cái bà già này, đừng có động vào ông đây. Còn đụng vào ông đây sẽ xử bà ngay. Mời bắt đầu màn biểu diễn của anh. Go. 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 Hài lòng rồi chứ? Dù cũng hay đấy. Chúng ta đi. Anh Đường, chị Diệp, hai người đừng đi. Tôi đồng ý hợp tác với Diệp gia các người. Anh xem lại mình đi. Nói chuyện đàng hoàng thì anh không muốn, cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Anh Đường, tôi cầu xin anh. Nếu nhà họ Diệp không hợp tác với tôi, ba tôi nhất định sẽ xé xác tôi mất. Ba tôi là người nói được làm được đó. Vợ à, có hợp tác hay không là do em quyết định. Con nhỏ kia, Châu thiếu gia, đồng ý hợp tác với Diệp gia là xem trọng các người. Các người mau đồng ý với Châu thiếu gia đi. Xem trọng chúng tôi sao? Vậy tôi phải cảm ơn anh ta rồi. Vợ à, chúng ta đi. Cái bà già sống dai này, ai cho bà xen vào vậy? Xem ông đây sẽ xử bà thế nào. Tôi biết sai rồi. Đừng đánh nữa. Con gái, con rể, mau đồng ý với Châu thiếu gia đi. Sắp xảy ra án mạng rồi. Đường Hưng, hay là bỏ đi, chúng ta đồng ý đi. Em quyết định là được. Chúng tôi đồng ý. Ông nội, xem thời gian thì có vẻ chúng ta không lấy được hợp đồng hợp tác rồi. Có thể tuyên bố đuổi Diệp Thanh Thu ra khỏi gia tộc và lấy lại cổ phần của nhà bọn họ được rồi ạ. Được. Sau đây tôi tuyên bố, ông nội, chúng con trở về rồi. Cô về đúng lúc lắm. Ông nội, vừa mới tuyên bố đuổi cô ra khỏi gia tộc, thu hồi cổ phần của nhà các người rồi. Đuổi Tiểu Thu ra khỏi nhà họ Diệp, thu hồi cổ phần. Ông nội, ông có chắc muốn làm như thế không? Đường Hưng, tôi đã cho cậu đủ thể diện rồi, nhưng cậu trở về có coi ông già này ra gì không hả? Hôm nay còn dám đứng ở trước mặt tôi với thái độ láo xược như thế. Hai người mau cút khỏi nhà họ Diệp ngay lập tức cho tôi. Ông nội, hai đứa con đã lấy được hợp đồng, về đây rồi. Không phải ông nói không lấy được hợp đồng mới. Diệp Thanh Thu, Châu Minh Viễn sẽ đưa hợp đồng cho cô sao? Cô coi tôi và ông nội là đồ ngốc có phải không hả? Ông nội, đừng để ý đến cô ta. Người đâu? Mau lôi bọn họ ra ngoài cho tôi. Đợi đã. Ông nội, ông xem thử. Đây là gì? Đây thực sự là bản thỏa thuận hợp tác của công ty Châu Minh Viễn sao? Chuyện này sao có thể chứ? Tiểu Thu à, các con thật sự làm rất tốt, tuyệt vời. Nào, mau đưa hợp đồng cho ông. Cậu, đồ rác rưởi cậu, đồ vô dụng. Tên phế vật kia, cậu vậy mà dám đối xử với ông như vậy sao? Cậu cho rằng ông nội sẽ không đuổi cậu ra khỏi Diệp ra sao? Đường Hưng, anh đang làm cái gì vậy hả? Em yên tâm đi, trong lòng anh đã có tính toán. Chúng tôi tra ra được Vương Thần Y và Vương Hùng Phong, bọn họ đều là người của Thần Giáo. Bọn họ dự định để Vương Hùng Phong tiếp cận anh, sau đó vào thời điểm thích hợp sẽ gài bẫy anh và phu nhân. Diệp Thanh Thu, cô cút ra khỏi nhà họ Diệp ngay cho tôi. Cuối cùng cũng đến rồi. Ôi ông Diệp, thật sự muốn đuổi cổ bọn họ ra khỏi nhà họ Diệp sao? Ôi Vương Tổng, sao cậu lại đến đây vậy? Cậu chính là đối tác lớn nhất của tập đoàn Diệp Thị chúng tôi đó. Cậu đến đây mà sao cậu không nói trước với tôi một tiếng, để tôi đi nhanh đón cậu đàng hoàng chứ? Ông Diệp à, nếu như ông đuổi cô Diệp ra khỏi Diệp ra, vậy thì hợp tác trước giờ của chúng ta chỉ có thể kết thúc tại đây thôi. Không không, đừng mà. Tôi là đang đùa thôi, chỉ đang đùa thôi. Làm sao mà tôi nỡ lòng đuổi cháu của tôi ra khỏi Diệp ra được chứ? Đùa thôi sao? Ông nội, chúng cháu suýt tưởng thật rồi đấy. Tên phế vật đáng ghét. Cậu, cậu chờ đó cho tôi. Bọn nhóc này, ông thật sự chỉ đùa với các cháu thôi. Đùa thôi à? Tôi không quan tâm mấy chuyện này. Ông Diệp, hôm nay tôi đến đây còn có một việc khác nữa. Cậu nói đi, tôi đề nghị hợp tác trong tương lai của chúng ta toàn bộ đều giao cho cô Diệp phụ trách. Vương Tổng à, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Anh quên là chúng ta, tôi làm như thế nào cô quản được sao? Ông Diệp, đề nghị của tôi, ông có ý kiến gì không? Không, không có, hoàn toàn không có ý kiến. Không có ý kiến, không có thì tốt. Chúc mừng cô nhé, cô Diệp. Rất cảm ơn Vương Tổng đã tin tưởng, không cần khách khí. Sau này nếu như ở nhà họ Diệp có người nào bắt nạt cô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi cam đoan sẽ có mặt ngay lập tức. Nhớ kỹ đấy, không được bắt nạt cô ấy. Nếu không thì mấy người hiểu rồi đó. Anh Đường, cô Diệp, tôi đi trước nhé. Người nào mà lại chọc giận cô đến mức này vậy? Tiểu thư, tại sao Châu Minh Viễn lại giao hợp đồng cho con đàn bà đó vậy chứ? Không phải cô luôn muốn tống cổ bọn họ ra khỏi Diệp ra sao? Tại sao Vương Hùng Phong còn phải làm như vậy chứ? Ông nội của cô mặc dù không thích Diệp Thanh Thu, nhưng ông ấy cũng không có ý định muốn cùng Thần Giáo hợp tác toàn diện. Tiến độ bên phía cô quá chậm, tôi không thể không dùng một cách khác. Ý của cô là? Yên tâm đi, hai người bọn họ không sống nổi đâu. Không thể ép ông nội quá mức được. Hội nghị giao lưu tập đoàn gì đó ngày mai có thể bắt đầu làm rồi. Vâng, đúng rồi Long chủ, chúng tôi đã tìm ra được thân phận thật sự của tiểu thư. Cô ấy là chị gái ruột của vũ nữ đó. Thần Giáo muốn làm gì ở Cẩm Giang vậy chứ? Đã cạy được miệng quân sư chưa? Bọn họ muốn phá hủy toàn bộ thành phố Cẩm Giang, khiến cho Tinh Quốc mất niềm tin vào Long Vệ Bóng Đêm, từ đó xóa sổ chúng ta. Chỉ dựa vào bọn họ sao? Trong thời gian sắp tới, chúng ta đừng gặp mặt nhau nữa. Đợi mệnh lệnh của tôi. Vâng. Vợ à, Đường Hưng, chúng ta về nhà đi. Được thôi. Em sao vậy vợ ơi? Em không vui sao? Cô ta là muốn cùng ông nội tham gia cuộc hội nghị giao lưu của tập đoàn Hưng Thiên. Đáng tiếc là tập đoàn Hưng Thiên chỉ gửi thiệp mời cho tôi và ông nội thôi. Tập đoàn Hưng Thiên là của tôi. Chủ tước không thể nào không gửi thư mời cho tiểu thu được. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải như vậy đâu. Có chuyện gì vậy? Là chị ta đã cướp thư mời của em. Ai đã cướp thư mời của cô chứ? Trên thư mời có ghi tên của cô sao? Đừng có ở đây vu khống người khác. Chị, cô đó, chị cái gì mà chị chứ? Sống trên đời phải biết thời thế. Không phải của cô thì sẽ mãi mãi không phải là của cô. Đừng nghĩ rằng bây giờ cô phụ trách hợp tác với Vương thiếu gia thì có thể không thèm coi ai ra gì. Cô cho rằng lấy được một lá thư mời thì có thể tham gia hội nghị giao lưu của tập đoàn Hưng Thiên sao? Hội nghị giao lưu ngày hôm nay cô không tham gia được đâu. Cậu nói tôi không tham gia được thì tôi sẽ không tham gia được chắc. Cậu tưởng cậu là chủ của tập đoàn Hưng Thiên tên là Chu Tức Hạ? Vợ à, không sao đâu. Không có thư mời thì chúng ta vẫn có thể tham gia. Phế vật, tiện nhân, cậu nghĩ tập đoàn Hưng Thiên có bối cảnh thế nào hả? Đây là tập đoàn của Chu Tước. Người ta là vị chiến tướng số 1 dưới trướng Long chủ của Long Vệ Bóng Đêm đó. Không phải loại người nào cũng có thể tham gia đâu. Chúng tôi có thể tham gia hay không thì có liên quan gì đến cô? Vợ à, chúng ta đi thôi. Đi sao? Không phải cậu nói tôi không tham gia được hay sao? Hôm nay tôi sẽ cho cậu xem thử tôi và ông nội rốt cuộc làm thế nào mà vào được. Đường Hưng, hay là hôm nay chúng ta đừng đi nữa. Vợ à, cứ tin anh, sẽ không sao đâu. Em lên trước đi. Alo, buổi giao lưu ngày hôm nay ngăn cản Diệp Linh và ông nội của Thanh Thu lại. Cha nam, tiện nữ, xem tôi có vào được không? Các người không thể vào đó. Tại sao? Chúng tôi có thư mời. Dựa vào đâu không cho chúng tôi vào? Phải đó. Bây giờ cậu gọi người phụ trách ra đây. Chỉ là chó canh cửa mà lại dám cản đường tôi, có phải muốn mất việc không? Các người không được vào. Cậu dám đánh tôi sao? Đồ chó canh cửa như cậu, tôi sẽ liên lạc với sếp của các người. Cút đi, còn dám gây chuyện nữa thì sẽ không chỉ có mỗi cái bạt tay đâu. Cậu, tôi đã nói rồi, các người không vào được đâu. Ông nội, chắc hẳn là họ đã đắc tội với một nhân vật lớn của tập đoàn Hưng Thiên rồi, nên mới hại chúng ta thảm hại như vậy. Hai đứa làm ông thất vọng quá. Không cần biết là hai đứa dùng cách gì đi nữa, hôm nay nhất định phải cho ông vào. Nếu không thì hai đứa cứ chờ bị đuổi khỏi Diệp ra đi. Vào thôi, có gì đâu mà khó. Không có thư mời chúng tôi cũng vào được. Rác rưởi, chúng tôi có thư mời còn vào không được. Các người đừng hòng vào được. Ông ơi, đừng phí lời với hai người này nữa. Loại người như thế không nên giữ lại Diệp ra. Diệp Linh, rốt cuộc là chúng tôi hại cô hay cô tự hại mình? Cô biết rõ mà. Rốt cuộc có chuyện gì? Ông ơi, vốn dĩ là con có thư mời vào buổi tiệc, nhưng lại bị chị họ cướp mất. Có thể là tập đoàn Hưng Thiên đã biết chuyện này nên mới. Diệp Thanh Thu. Ông nội, ông đừng nghe nó nói nhảm. Thư mời này vốn là do tập đoàn Hưng Thiên đưa cho con. Cô ta trong lòng không phục nên mới vu khống con. Diệp Linh, tài đổi trắng thay đen của cô thật sự giúp tôi mở mang tầm mắt. Ông nội, muốn vào cũng được. Để Diệp Linh quỳ xuống. Xin lỗi tiểu Thu đi. Tên phế vật kia nằm mơ giữa ban ngày à? Bọn họ vốn dĩ không thể vào đó. Chúng con vào được rồi. Ông nội, ông nghĩ kỹ chưa? Quỳ xuống. Xin lỗi tiểu Thu ngay đi. Con không quỳ. Xin lỗi, nếu không cô cút khỏi Diệp ra đi. Nếu cô đã không muốn, vậy thì thôi đi. Tiểu Thu, chúng ta đi. Đợi đã. Quỳ xuống. Xin lỗi. Tiểu Thu à, tôi sai rồi. Xin lỗi. Với thái độ này của cô, tiểu Thu rất khó tha thứ cho cô. Cậu, con đừng ép ông đánh con. Thái độ cho tốt vào. Tiểu Thu, xin lỗi. Là lỗi của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Được rồi chị à, chị đứng lên đi. Bây giờ chúng tôi vào được chưa? Ông nội, mời. Đợi đã, còn chuyện gì nữa? Cô ta không được vào. Đồ tôi, làm có một người phụ nữ, có còn là đàn ông không hả? Ra khỏi đây đi. Con còn ở đây ăn nói lung tung thì bây giờ đừng trách ông. Đuổi con ra khỏi Diệp gia. Thật nhục nhã. Tiểu thư, sao cô lại đến đây? Tôi đến để xem các người có vào được không. Kết quả không tệ. Đừng đứng đây nữa. Ngày mai cô có thể báo thù rồi. Ngày mai. Đi thôi. Ngày mai cô sẽ biết ngay thôi. Ngày hôm sau. Đường Hưng, em để quên tài liệu ở nhà rồi. Em cần dùng gấp, anh mang tới giúp em nha. Diệp Thanh Thu, đây là cái khỉ gì đây? Cô phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Đây. Ông nội, con cũng không biết. Sản phẩm chúng ta cung cấp cho Vương Tổng, con đã kiểm tra cẩn thận rồi, không có vấn đề gì. Nói như vậy là ông nội đổ oan cho cô, hay là Vương Tổng rảnh rỗi kiếm chuyện để vu khống cô? Ông ơi, ông cho con chút thời gian, con sẽ kiểm tra ngay. Cô Diệp, không cần đi kiểm tra nữa đâu. Bây giờ trong tay tôi và Diệp Tổng đã có đầy đủ chứng cứ. Cô nhận tội đi. Chuyện này phiền cô Diệp đi với chúng tôi. Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi không làm gì cả. Còn tiện nhân kia, ngủ đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng nhỉ? Vương thiếu gia tin tưởng cô như vậy, cô lại cung cấp hàng giả cho Vương thiếu gia, dùng thuốc cấm để trục lợi. Từng việc này, có việc nào là đổ oan cho cô không? Tôi không có. Nhân chứng vật chứng đã đủ. Cô còn cố chấp à? Ông nội, con thực sự không làm chuyện đó. Dù hôm nay ông có đánh con đi đời, con cũng không nhận. Đánh cô đi đời ư? Vậy không phải là hơi cho cô quá à? Cô có biết ông nội buồn thế nào không? Ông tin tưởng cô như vậy, cô có lương tâm không? Lương tâm ư? Diệp Linh, cô cũng xứng để nói hai chữ lương tâm này sao? Đồ rác rưởi, sao cậu lại đến đây? Mau cút khỏi đây cho tôi. Nóng lòng đuổi tôi đi như vậy là có tật giật mình sao? Tôi mà có tật giật mình ư? Bây giờ người làm chuyện phạm pháp không phải là tôi, mà là vợ của cậu đấy. Thả cô ấy ra. Vợ à, ai đánh em thế? Đường Hưng, em thật sự không có làm gì cả. Em không có kiếm lợi ích gì từ hàng cấm đó hết. Em thật sự không có làm gì cả. Vợ à, em yên tâm, có anh đây, không ai có thể vu oan cho em được. Hai người các người diễn vở kịch này không thấy mệt sao? Diễn kịch ư? Cậu đang nói gì thế? Anh Đường, anh nói gì vậy chứ? Tôi không hiểu. Anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Anh Đường nói đùa rồi. Ai nói đùa với anh chứ? Anh Đường, vợ anh phạm pháp. Anh đánh tôi cũng vô ích. Ngược lại, anh đánh người như vậy là phạm pháp đấy, đúng không? Vương Tổng nói đúng lắm. Đúng, vậy sao không mau bắt anh ta lại, dẫn hai người họ đi. Vương Tổng, lúc trước ở khách sạn, anh cố ý đánh thua tôi. Khi tiểu thư bị ông nội đuổi khỏi nhà họ Diệp thì anh lại xuất đầu lộ diện. Anh thật sự nghĩ tôi không nhìn ra sao? Nhìn ra thì sao? Nhìn ra thì có ích cái con khỉ gì nữa? anh và Diệp Linh âm thầm tạo một số bằng chứng hãm hại Tiểu Thu. Tôi nói không sai chứ? Sao cậu lại biết được những điều này? Biết thì đã làm sao? Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì anh và Diệp Thanh Thu chỉ có thể chấp nhận thôi. Các người, ông Diệp à, chỉ cần bọn họ vào tù rồi thì người ra đi tiếp theo là ông đó. Vậy thì tập đoàn Diệp Thị sẽ thuộc về Thần Giáo rồi. Con gia nhập Thần Giáo rồi sao? Ông nội, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cô, ông nội à, ông hãy xuống địa ngục đi. Ông hãy xuống địa ngục đi. Diệp Linh, cô dừng tay lại. Đó là ông nội của chúng ta đấy. Cô làm như vậy có còn là con người không? Ông nội. Ông nội thì sao chứ? Có thể so sánh với tập đoàn Diệp Thị và Thần Giáo sao? Đúng vậy, ông già. Không, còn có các người nữa. Không cần cảm thấy oan ức và tuyệt vọng đâu. Không lâu nữa, cả cái Cẩm Giang này đều sẽ được chôn theo các người. Anh nói cái gì? Các người cho rằng Thần Giáo chỉ có mưu đồ với mấy tập đoàn ở Cẩm Giang của các người thôi sao? Các người xem thường Thần Giáo quá rồi. Mục tiêu của chúng tôi là Long Vệ Bóng Đêm. Long Vệ Bóng Đêm ư? Vương Hùng Phong, rốt cuộc anh đang nói gì thế? Anh nói gì mà người Cẩm Giang sẽ bị chôn theo hết chứ? Thần Giáo là tổ chức hộ quốc của người Đông Doanh chúng tôi. Người Đông Doanh chúng tôi một lòng vì Tinh Quốc, đem lại một cộng đồng kinh tế thực thụ, tạo nên một đất nước hưng thịnh thực thụ. Nhưng mà Long Vệ Bóng Đêm không biết tốt xấu, từ chối lòng tốt của chúng tôi. Không giải quyết bọn họ thì mục tiêu vĩ đại của người Đông Doanh chúng tôi sao có thể trở thành sự thật được chứ? Mục tiêu mà Thần Giáo đối phó Long Vệ Bóng Đêm ư? Vậy tại sao lại muốn kiểm soát các gia tộc của Cẩm Giang? Tại sao lại muốn tất cả người Cẩm Giang chôn theo chứ? Điều này không đơn giản đâu, bởi vì bọn họ vốn dĩ không phải là đối thủ của Long Vệ Bóng Đêm. Bọn họ muốn người Tinh Quốc mất lòng tin với Long Vệ Bóng Đêm, muốn người Tinh Quốc tự mình đối phó với Long Vệ Bóng Đêm. Nói hay lắm. Vậy thì đã sao? Bây giờ kết cục đã được định sẵn rồi. Kết cục đã định ư? Cười hơi sớm rồi đấy. Vào đây hết đi. Bái kiến Long chủ. Bắt hai người họ lại cho tôi. Anh, bắt lấy. Anh là Long chủ. Sao thế? Không giống hả? Không ngờ tên vô dụng ở rể nhà họ Diệp thế mà lại là Long chủ. Vậy bắt tôi thì đã sao chứ? Anh không ngăn cản được Thần Giáo đâu. Các người có sắp xếp, có thủ đoạn, còn tôi không có sao. Anh, dẫn đi. Tôi không có làm gì sai, tại sao lại bắt tôi chứ? Cô cấu kết với người Đông Doanh, có ý đồ làm tổn hại đến Tinh Quốc. Tội phản quốc này còn không đủ sao? Dẫn đi. Người Đông Doanh? Tôi không biết bọn họ là người Đông Doanh. Long chủ, em rể, tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Dẫn đi. Anh không ngăn cản được Thần Giáo đâu.